phối Biên Hải Hà Nội 2 và MBN. Phía trước chúng ta sẽ là trận đấu thuộc khuôn khổ bảng C, cuộc đối đầu giữa Biên Hải Pioneer và Biên Hải Lion. Ngày hôm nay thì các cầu thủ bên phía Biên Hải Pioneer sẽ ra sân trong trang phục áo tím, quần tím cùng với cầu vai màu vàng. Và màu xám chủ đạo sẽ là màu của trang phục BNI Lion. Một tiền đạo to lớn bên phía BNI Pioneer. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên. Trong hiệp một này thì Pioneer sẽ bảo vệ phần sân phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Phối hợp. Ngọc Hà. Mất bóng rồi. Cú sút nhanh. Cú đá nhanh đến từ Toàn Trung. Thủ thành bên phía BNI Lion, các cầu thủ Lion cướp được bóng. Đường chuyền nhanh. Rất cố gắng, bóng vẫn còn trong cuộc. Đợi đồng đội dâng lên. Không được. BNI Lion đang có được cơ hội để bứt lên. Dứt điểm không vào. Vâng Trịnh sau khi đầu tung vào cuối này. Lực lượng của họ mỏng hơn. Cơ hội. Đó là Kiều Nam. Và đó cũng là tình họ có thể bung sức ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Và chúng ta sẽ chờ đợi điều đó xuất hiện trong hiệp 2. Lion và Pioneer cũng đã có sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Mất bóng rồi. Sút bóng. Không thể dứt điểm. Trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho cầu thủ bên phía Lion. Người đã phải nhận thẻ vàng đó là Ngọc Phương. Mạnh Trung. Bàn thắng đầu tiên đã xuất hiện. Bóng sai đi, làm lại đi. Để bóng bên sân đá lại đi. Ngay đầu hiệp 2 thì Mạnh Trung đã tạo ra được sự khác biệt với quả đá phạt đền thành công. Khá hay. Cơ hội. Dứt điểm. Quay vào trong. Vẫn là Quang Huy. Và mở sang trái. Vào. Quang Huy. Đưa bóng vào. Sút bóng. Lại là Quang Huy. Và vẫn lại là thủ thành Văn. Quang Huy không thể xoay được vào trong. Cơ hội. Tỷ số đã là 1-0. Và tranh chấp khôn ngoan của Văn Trịnh. Ở thế 1-1 thì Văn Trịnh đã có một cú sút. Một cú sút quyết đoán của số 4. Và người được trao niềm tin đã đáp ứng lời đáp trả của Pioneer. Đánh góc. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Rút bóng. Phía Lion. Khá hay. Cô đây. Hai cầu thủ bên phía Lion. Khá mất thời gian với những việc thay đổi người. Lên bóng cho các cầu thủ BNI Pioneer. Khoảng trống là rất nhiều. Quá nắn nốt. Và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-0. Cả hai đội có nhiều điều phải tiếc nuối. Nhưng 1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này.